chuyện một cô giáo. Năm ngoái vào tháng 11, Tony đi công tác ở huyện T, tỉnh D. Gần chỗ khách sạn Tony ở có một quán tạp hóa nhỏ. Chủ quán là một bà lão khá đẹp, nhìn trí thức, tầm 70 tuổi. Một buổi sáng, Tony ghé mua đồ thì thấy đóng cửa. Vô hỏi, ủa sao mà bà đóng cửa nghỉ sớm thế? Thì nghe bà nói, hôm nay là ngày 20 tháng 11 nên cô nghỉ bán, lên trường cũ sinh hoạt chút, gặp các thầy cô cùng thế hệ cũng đã về hưu, rồi về nhà cô chờ học trò cũ đến thăm. Cái Tony đổi xưng hô, gọi cô xưng em cho nó ra vẻ học trò. Cô nói, giờ người ta chỉ chăm thầy cô đang dạy, có ai còn nhớ đến thầy cô xưa đâu, vì cô chỉ là một cô giáo lạc. Tuy nhiên cô vẫn đợi, biết đâu có đứa trở về, nên cô thay bộ đồ thiệt đẹp, trang điểm chút, rồi pha trà, bỏ ít kẹo ra đĩa để trên bàn. Cô hỏi Tony làm ngành gì mà cứ thấy xuống đây hoài vậy. Tony nói làm nông nghiệp. Cô lại kể anh X, anh Y đang làm việc ở các sở địa phương đều là học trò cũ của cô. Tony lấy điện thoại gọi cho các anh ấy vì rất thân. Hóa ra anh X, anh Y đều đi lên Cần Thơ cả, thăm viếng các thầy đang hướng dẫn hai anh làm thạc sĩ. Hai anh nói chỉ nhớ đã học qua cô giáo đó, nhưng không rõ là lớp mấy, nên thôi, không ghé đâu. Nhưng anh nhắn Tony gửi lời hỏi thăm cô giáo cũ. Nói chuyện với Tony mà cô cứ nhìn ra ngoài cửa miết, cứ có tiếng xe máy thì cô lại chạy ra, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai, ngoài một số người ghé hỏi sao hôm nay cô đóng cửa quán vậy. Tối đến rất khuya, Tony xong việc ngoài đồng và về khách sạn, ghé tặng cô một món quà nhỏ. Cô đã thay đồ bộ để chuẩn bị đi ngủ. Lúc ra khỏi cửa, Tony có ngoái lại nhìn, thấy trên bàn chỉ có vỏn vẹn bó hoa của cô tự mua và gói quà nhỏ của Tony, một người xa lạ mà cô chưa kịp hỏi tên. Kết thúc một ngày hiến chương nhà giáo ở một vùng quê nước Việt.